Một hot girl có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã tiết lộ trên trang Weibo rằng mình đã trải qua hơn 100 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Bất ngờ hơn, cô nàng bắt đầu giao kéo từ năm 13 tuổi, với gương mặt hiện tại của hot girl bị nhiều người chê bai. Tuy nhiên, cô nàng cho biết việc chỉnh sửa khiến mình cảm thấy tự tin và vui vẻ. Được biết, tiểu Nana tới năm 15 tuổi đã tốn khoảng 1 triệu nhân dân tệ, khoảng 3,43 tỷ đồng. Nana liệt kê, cô đã trải qua 6 lần phẫu thuật tạo mắt hai mí, 5 lần phẫu thuật cắt mí mắt, góc mắt ngoài, 3 lần hút mỡ toàn thân, 1 lần phẫu thuật gọt xương cả mặt, 2 lần hút mỡ mặt, 2 lần hút mỡ đùi và 3 lần phẫu thuật miệng. Cô nàng tiết lộ rằng mình đã không đến trường một thời gian vì phẫu thuật thẩm mỹ ảnh hưởng đến sức khỏe nặng nề. Kể từ đó, Nana luôn cập nhật cho người hâm mộ về các buổi thử giọng khác nhau cho những chương trình tài năng. Nàng hot girl cũng thường đăng tải video về ca hát vũ đạo của mình để được nhiều người biết đến hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, Nana đã có hơn 300.000 lượt theo dõi trên trang Weibo. Mặc dù tốn không ít tiền và chịu bao đau đớn để có diện mạo như hiện tại, nhưng Nana lại vấp phải những chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng. Gương mặt của cô bị nhận xét là cứng đơ như tượng sáp. Không chỉ thế, phẫu thuật khi tuổi còn quá nhỏ cũng là vấn đề khiến Nana bị ném đá.